Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến ầm ầm, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh được Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh được Tử Vi đăng tải là nội dung như sau. Tuần vàng hốt bạc tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, ơn phúc bề trên, thần tài báo mộng, trúng lớn liên tiếp, tiền về ngập két, giàu có nổi danh cả một vùng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 thân mến, trong cuốn Luận Ngữ có viết: sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, nghĩa là con người ta sinh ra trên đời sống chết đều có số mệnh, sướng khổ đều do trời định. Tuy vậy Phật gia có câu, vạn sự tùy tâm, trong cuốn Nhi Nữ Anh Hùng Truyện có viết: nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy. Vậy đâu là chìa khóa để thay đổi vận mệnh con người? Đó chính là biết mệnh, hiểu mệnh và kiến tạo phước đức. Bởi vậy, trong thời điểm tháng 8 âm lịch 2024 tới đây, vận mệnh của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ có vô vàn điều bí ẩn. Quý bản mệnh hãy cùng ban biên tập chương trình đi tìm cách lý giải và chiêm nghiệm lá số của mình, từ đó đón lành, tránh dữ ngay sau đây nhé. Trong 12 con giáp tuổi Mậu Tuất là biểu tượng cho con chó, sinh vật thứ 11 trong hệ tử vi, tuổi Mậu Tuất có thiên can Mậu, dương thổ, địa chi Tuất, dương thổ, can và chi cùng hành thổ. Quan hệ tương hợp này giúp cho mệnh chủ là những người có thực lực hơn người, cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở. Nếu sinh vào mùa đông xuân và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, vận trình cuộc đời nhàn hạ, sung túc ấm no. Phần lớn Mậu Tuất sống sớm xa gia đình, Mậu Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ trau chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong cuộc sống. Mậu Tuất không phải kẻ tham lam, họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Tuổi Mậu Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà, trong bất cứ công việc gì họ sẽ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất phẩm giá của con người mình. Trong các mối quan hệ, người tuổi Mậu Tuất thường được mọi người yêu mến, kính trọng bởi họ luôn có cách giải quyết thông minh, thấu tình đạt lý. Trong mọi tình huống, tuy luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng thực chất Mậu Tuất thường sống rất cẩn thận, không dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Tuổi Mậu Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân, họ thẳng thắn và dị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Tuổi Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền, họ trung trực, ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các quan hệ xã hội họ có thể gặp những chuyện không hay, họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất. Họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật mâu thuẫn, đôi khi ở khía cạnh tiêu cực. Tuổi Mậu Tuất là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói. Những khi có việc xảy ra cùng cả nhóm, tuổi Mậu Tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ, như một trưởng nhóm thực sự được giao việc. Khi có việc xung đột, mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Tuổi Mậu Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng, người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân tuổi Mậu Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành xử thô bỉ, đối với họ thì chắc chắn họ sẽ không làm việc với những người có tác phong này, và cũng thường không gần gũi,
Không chỉ ý thức về bản thân, mà Mậu Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải, chân lý trong cuộc sống. Họ luôn biết cách cư xử và có mối quan hệ chan hòa với mọi người. Tuổi Mậu Tuất có tuổi trẻ khá vất vả, đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Họ không chê bai ít hay nhiều. Bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội. Do đó, mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ. Có thể nói rằng, họ là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng, trước khi làm việc đều có kế hoạch rõ ràng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công, mọi việc làm của họ đều có sự tính toán từ trước, phần thắng nắm chắc trong tay, thì họ mới tiến hành, bởi thế khả năng thất bại của họ dường như không có, nếu có cũng từ tiểu nhân ganh ghét mà ra, cần chú ý cẩn thận nhé. Tuổi Mậu Tuất số không được cậy nhờ thân tộc, sống chủ yếu tự thân vận động lập nghiệp, người này cần chú ý khi hợp tác làm ăn vì dễ bị phản phúc. Lừa gạt cuộc đời thường cô quạnh, của cải làm ra thường khó giữ được, cần chú ý. Tuy nhiên về hậu vận lại an nhàn, ấm no, vì họ có nghề nghiệp ổn định. Không phải lông bông, họ là người có học, tuy nhiên khó giàu, song họ vẫn là người sáng suốt, tính toán cơ mưu khi gặp việc khó khăn. Người tuổi Mậu Tuất rất thành thật và khiêm tốn, họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép vận mệnh, những người tuổi Mậu Tuất mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn họ mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo vật, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất làm một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Tử vi tháng 8 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 thấy rằng tháng mới sẽ có một khoảng thời gian khó khăn đối với người tuổi Mậu Tuất. Nhiều việc không như ý xảy ra liên tiếp khiến bản mệnh cảm thấy chán nản, mệt mỏi, than thân trách phận, thậm chí đôi khi nảy sinh suy nghĩ bỏ cuộc giữa chừng. Điều này cũng khiến mọi người trong gia đình đều cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Thay vào đó hãy chia sẻ tâm sự những gì mình đang phải chịu với người thân. Chắc chắn mọi người rất sẵn lòng lắng nghe và tháo gỡ cho bạn. Thậm chí, dù mọi người không thể giúp bạn bằng những hành động thực tế, thì qua quá trình trò chuyện, bạn cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Tình hình tài chính của người tuổi Mậu Tuất khá ảm đạm. Trong khoảng thời gian này, các khoản thu không có dấu hiệu gia tăng. Đã vậy bạn còn phải tốn tiền cho nhiều nhu cầu khác nhau của cuộc sống. Người làm ăn kinh doanh có thể đang mắc phải một sai lầm nào đó mà chưa nhận ra. Bạn nên dành thời gian để cân nhắc lại các quyết định của mình. Thấy sai ở đâu thì sửa ở đó. Như vậy đồng tiền mới có thể chảy về túi được. Trong quá trình làm ăn, buôn bán, khó tránh khỏi những lúc tranh cãi với khách hàng, đối tác sống hãy nhắc nhở mình luôn giữ bình tĩnh, chớ chuyện bé xé ra to. Bởi chuyện này vừa gây ảnh hưởng danh tiếng cho bạn, vừa khiến khách hàng quay lưng. Thay vào đó hãy ngẫm lại những nhận xét đánh giá của khách hàng. Nếu đúng thì tiếp thu để hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, bạn cũng cần tự tin hơn về bản thân để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Nếu cứ chần chừ do dự, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều thời cơ, đến lúc hối hận thì cũng đã muộn rồi. Người làm công ăn lương rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ, nên tài chính cũng khá ảm đạm. Bạn cần phải cân nhắc nhiều hơn khi làm việc, chớ mắc lỗi sai, phải lấy tiền ra đền bù sửa chữa. Tháng này dưới tác động của nguyệt lệnh lâm bệnh, tình hình sức khỏe suy giảm cũng sẽ khiến bạn tốn thêm tiền chạy chữa. Dưới điều kiện túi tiền không dư giả, bạn cần chi tiêu tiết kiệm hơn để dự phòng cho những tình huống thế này. Con đường sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất lắm trắc trở chông gai trong khoảng thời gian này. Đây là lúc bạn cần phải thực sự kiên cường, bản lĩnh, cộng với suy nghĩ lạc quan thì mới có thể vượt qua. Nguyệt lệnh lâm tử cho thấy bản mệnh thường xuyên giữ những tâm trạng buồn bực, chán nản, bất mãn với lãnh đạo nhưng lại không dám chia sẻ cùng với ai. Những suy nghĩ ấy tích tụ ngày một nhiều hơn, khiến bạn chán, không có động lực và tâm huyết cho công việc. Đã đến lúc bạn cần bước chậm lại và thẳng thắn đối diện với những việc mình đã và đang làm trong suốt thời gian qua.
Khi bạn tìm hiểu được ngọn ngành vấn đề thì mới có định hướng để giải quyết vượt ra khỏi khó khăn hiện tại nếu mắc phải sai sót trong công việc. Tử Vi khuyên bạn nên dũng cảm thừa nhận lỗi lầm chứ đừng tìm cách lấp liếm vì sợ người khác chê cười. Càng tìm cách trốn tránh, không dám đối diện thì bạn sẽ càng thụt lùi so với mọi người xung quanh. Hung tinh Thái Tuế cũng cảnh báo những ai có kế hoạch xuất hành đi xa trong tháng này phải thận trọng nếu không dễ gặp phải những sự cố đáng tiếc. Hãy chuẩn bị chu đáo trước mọi chuyến đi. Đừng tham gia điều khiển phương tiện giao thông khi đang mệt mỏi hoặc đầu óc thiếu tỉnh táo để hạn chế những nguy cơ có thể xảy đến. Cẩm nang dượng dận cho tuổi Mậu Tuất trong tháng 8 âm lịch 2024. Khẩu quyết: bản mệnh thường xuyên bất mãn, khó chịu gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Màu sắc may mắn hồng, đỏ. Con số may mắn 99, 23, 45. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Tuất nhận thấy, tháng mới hứa hẹn người tuổi Mậu Tuất sẽ được gặp gỡ với những người có sức ảnh hưởng. Để củng cố mối quan hệ, bạn có thể tình nguyện giúp đỡ họ trong các dự án lớn, đánh đổi một chút thời gian và công sức để có được những kinh nghiệm vô giá. Với những ai khởi nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn và có những lúc bạn cảm thấy mất niềm tin về bản thân, ý chí bị lung lay khi không đạt được mục tiêu đã đề ra. Thế nhưng bạn đừng vì thế mà bỏ cuộc. Bạn cần thời gian để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Việc thành công quá sớm là điều không thể xảy ra. Lúc này Tỷ Kiên nhắc nhở bản mệnh nên nhớ rằng không phải cái gì cũng đi theo kế hoạch. Quan trọng là bạn phải thích nghi với hoàn cảnh một cách nhanh chóng để có thể tìm cách xử lý vấn đề. Sau đó không quên rút kinh nghiệm cho bản thân nữa nhé. Ngoài ra, đừng vì một lỗi sai nhỏ của đồng nghiệp mà nhắc đi nhắc lại. Ngày chính bạn cũng từng mắc không ít lỗi tương tự và được người khác bỏ qua đấy thôi. Hãy sống bao dung với mọi người để có môi trường làm việc lành mạnh. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy bản mệnh kiếm được tiền nhưng đó là thành quả do sự vất vả mà có được. Do đó nhất định phải trân trọng từng đồng tiền cho mình bạn nhé. Bản mệnh rất dễ bị xối dục tham gia những dự án đầu tư ma vì chúng vẽ ra những kế hoạch trông thì có lý, với lợi nhuận cao để bẫy những người thiếu hiểu biết. Nếu tò mò thì có thể tìm hiểu, nhưng khi xuống tiền thì cần tỉnh táo nhé. Lời khuyên cho bản mệnh trong thời gian này đó là cần tìm cách để điều chỉnh kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm đầu tư. Có vẻ bạn đã dung tay quá tráng trong thời gian qua cho những nhu cầu không thực sự cần thiết như quần áo hay mỹ phẩm. Bạn hãy tìm kiếm niềm vui trong việc tích lũy tiền và gia tăng tài sản. Đó là cách để bạn tránh lãng phí thời gian vào những việc vô bổ như mua sắm và nói xấu người khác. Khi quá bận rộn kiếm tiền, các thói quen xấu sẽ ít có cơ hội len lỏi vào cuộc sống của bạn hơn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 8 âm lịch. Nhị hắc nhập cung Đông Nam ảnh hưởng khá nhiều tới khía cạnh sức khỏe của bản mệnh. Lúc này bạn có thể sẽ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Thời tiết mùa này khá khó chịu, bạn nên thường xuyên đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ mình khỏi khói bụi độc hại. Ngoài ra, nên thường xuyên sử dụng dưỡng da để bổ sung dưỡng chất cho làn da bị khô vì không khí thời điểm này khá hanh khô. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng khoảng thời gian chậm lại này để chăm sóc bản thân thông qua những buổi tập yoga, đạp xe hoặc đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi này. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy cuộc sống gia đình của bạn có vẻ ổn định, vững chắc, nhưng cứng nhắc bản mệnh cần sắp xếp công việc hợp lý để dành thời gian cho gia đình. Tiếp theo chương trình sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 8 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, để từ đó luận giải ra tuần may mắn và phù hợp làm việc lớn cho con giáp tuổi Mậu Tuất. Nếu bản mệnh có dự định lớn thì hãy nên theo dõi thật chi tiết để chiêm nghiệm nhé. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch.
Tử vi tuần mới cho thấy tuổi Mậu Tuất sẽ có cơ hội thỏa mãn mong muốn về một gia đình như trong mộng. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui và hạnh phúc, trong tình cảm bạn cũng phải đối mặt với những nguy cơ do hung tinh gây ra, ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp. Kẻ tiểu nhân có thể ganh ghét và tìm cách quấy phá. Trước những thành công bạn đạt được trong tuần này, bạn sẽ được tạo dấu ấn với những thành quả đạt được từ công sức bỏ ra. Bạn sở hữu sự sáng tạo đặc biệt, nhưng nhớ rằng không có thành công nào là dễ dàng. Hãy phát huy thế mạnh của mình nhiều hơn nữa. Về tài chính, tình hình tài chính trong tuần không ổn định, tiền bạc có thể tiêu tán nhanh chóng. Bạn có thể không có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, dễ dẫn đến làm chi và mua sắm những thứ không cần thiết. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm. Lịch tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, người tuổi Mậu Tuất sẽ đối mặt với nhiều rắc rối trong công danh, sự nghiệp. Hung tinh và tiểu nhân có thể quấy phá tuổi Mậu Tuất và bản mệnh có thể gặp phải họa thị phi khiến bạn phải chịu oan ức. Dù không làm gì sai, bạn có mong muốn làm việc đạt hiệu quả cao nhất nhưng sẽ gặp phải nhiều cản trở, hiệu quả công việc có thể giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy bạn cần phải nhanh chóng tự soát lại tinh thần, mọi khó khăn thử thách đều có thể vượt qua nếu bạn không ngừng cố gắng. Về phương diện tài lộc trong tuần này lại khá may mắn, khi bạn liên tục nhận được các cơ hội để tăng thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, cả thu nhập chính và phụ đều có sự xuất hiện. Nhưng bạn cũng cần thận trọng vào cuối tuần để phòng tránh kẻ tiểu nhân có thể gây rắc rối. Mối quan hệ tình cảm của bạn có tiến triển tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận, không có mâu thuẫn lớn, nhờ vào sự lắng nghe và nhường nhịn lẫn nhau. Tuy nhiên, tình cảm gắn bó và mặn nồng vẫn chưa đạt mức như mong đợi. Vì vậy hãy tiếp tục vun đắp mối quan hệ này nhé. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tức từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 8 âm lịch. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy rằng vận trình của tuổi Mậu Tuất sẽ gặp sự kết hợp giữa may mắn và khó khăn. Công việc của bạn có thể gặp bất ổn. Bạn có thể tin tưởng rằng mình đã tìm được cơ hội để thể hiện nhưng lại bị cản trở, dễ bị tiểu nhân lừa gạt, làm mất đi vận may. Về phương diện tài lộc trong tuần này khá hưng vận, bạn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền và thu nhập đều tay, không lo túng thiếu. Đặc biệt là những người làm kinh doanh sẽ có cơ hội buôn bán tốt, lợi nhuận sẽ tăng lên gấp bội. Những người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính còn có thu nhập phụ. Tử vi tuần này nhắc nhở bạn nên tập trung vào công việc để tiết kiệm thời gian và không để cơ hội vượt qua. Thời cơ tốt đẹp không phải lúc nào cũng xuất hiện. Về phương diện tình duyên trong tuần này cho thấy vận trình khởi sắc rõ rệt. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tức từ ngày 24 đến hết tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần mới cho thấy người tuổi Mậu Tuất sẽ nhận được sự trợ giúp từ các tinh. Công việc tiến triển thuận lợi, bạn sẽ được quý nhân hỗ trợ, giúp bạn nhìn thấy rõ ràng hơn về con đường mình cần đi, không còn do dự hay bỏ lỡ cơ hội. Bạn sẽ nhận ra năng lực của mình và sẵn sàng thể hiện không ngại khó khăn. Với sự kiên trì và bền bỉ, bạn sẽ không bỏ cuộc và sớm đạt được thành công. Tuy nhiên, con đường tài lộc trong tuần này không quá vượng. Đầu tuần, tuổi Mậu Tuất còn có thể mất tiền vào những việc không đáng. Nhưng đừng lo lắng quá vì đến cuối tuần sẽ có người giới thiệu cho bạn công việc làm thêm giúp tăng thu nhập. Về phương diện tình cảm trong tuần, do hung vận ảnh hưởng mối quan hệ giữa bạn và con cháu có thể gặp nhiều trục trặc. Bạn có thể cảm thấy không tự tin khi người thân không biểu lộ mong muốn ở cạnh bạn. Tình yêu giữa ông bà và con cháu cũng cần sự vun đắp từ cả hai phía để trở nên bền chặt. Quý vị thân mến, trên đây là tuần vàng hốt bạc tháng 8 âm lịch chi tiết nhất cho con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Nếu cần biết thêm thông tin về lá số của mình, quý khán giả hãy comment xuống phần bình luận để các bậc thầy tử vi có thể tư vấn chi tiết nhất. Tiếp theo chương trình sẽ là phần cải mệnh qua góc nhìn phong thủy. Hãy cùng ban biên tập chương trình tìm hiểu ngay sau đây quý khán giả nhé. Áp dụng 6 cách thu hút vận may trong nửa cuối năm 2024 để tiền bạc cuộn chảy vào cuộc sống. Một là đếm những phước lành của bạn. Tiền bạc và tài lộc thường có mức độ rung động cao, vì thế nếu muốn thu hút vận may, bạn cũng phải tìm cách để cải thiện tần số của mình cho tương ứng. Không gì có thể nâng cao mức độ rung động của bạn bằng lòng biết ơn. Nếu bạn muốn thay đổi vận may của mình, hãy dành thời gian để đếm những phước lành của bạn có trong quá khứ,
Hãy hồi tưởng lại xem những điều gì tốt đẹp nào đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Những khoảnh khắc may mắn nào đã thay đổi cuộc sống của bạn tốt hơn. Việc đếm những phước lành sẽ mở rộng trái tim và tâm trí để thậm chí nhiều điều tốt đẹp hơn có thể được thu hút vào cuộc sống của bạn. Hãy làm điều này hàng ngày và xây dựng những cảm xúc tốt đẹp để tự động tạo ra nhiều may mắn hơn nữa. Hai là lời chúc Bồ Công Anh. Bồ Công Anh là biểu tượng của sự may mắn dồi dào. Khi bạn nhìn thấy một bông hoa Bồ Công Anh đã kết hạt, nó trông giống như một quả bóng bay. Đây là một cơ hội tuyệt vời để thực hiện một điều ước và gửi nó vào vũ trụ. Hái cây Bồ Công Anh và nghĩ về điều ước của bạn. Chẳng hạn như may mắn hay giàu có, sau đó thổi điều đó vào hạt và ngắm nhìn chúng bay lên khi hạt giống phát tán. Bạn đang gieo điều ước của mình khắp nơi. Bất cứ nơi nào hạt giống rơi xuống, chúng đều có thể nảy mầm, và đó là quá trình điều bạn mong ước dần trở thành sự thật. Ba là biểu tượng may mắn. Mỗi nền văn hóa đều có bùa may mắn và nó ăn sâu vào tâm trí của những người dân ở vùng miền đó. Điều đó có nghĩa là bạn nên khám phá biểu tượng may mắn của nơi bạn ở tìm. Hiểu càng rõ, bạn sẽ càng gia tăng niềm tin về nó và có thể mua về để trong nhà. Đó có thể là tác phẩm điêu khắc nhỏ hoặc biểu tượng cỏ bốn lá, hay quả trứng cá, cá vàng, ếch, phong thủy màu đỏ. Hãy bày biện chúng sao cho đẹp mắt và ngắm nhìn chúng hàng ngày để tiếp thêm năng lượng cho bạn. Và đừng quên cầu nguyện những gì may mắn sẽ ghé thăm tới bạn, cũng như gia đình của mình. 4 là đặt chín quả chanh vào một cái bát đặt trong bếp. Theo một số truyền thống, chanh là chất tẩy rửa và loại bỏ năng lượng tiêu cực trong phòng. Vì thế, khi bạn đặt chín quả chanh trong bát và đặt trong khu vực bếp, vị trí đại diện cho sức khỏe và tài lộc của gia đình được làm sạch. Điều đó có nghĩa là những tác nhân gây ra vấn đề liên quan tới sức khỏe và tiền bạc sẽ được loại bỏ. Lưu ý rằng khi chanh hỏng hãy thay chanh mới. Thủ thuật này giúp bạn thu hút sự giàu có, may mắn và thậm chí cả tình yêu. Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng thêm mẹo phong thủy đổi vận đơn giản bằng chanh và muối. 5 là quý trọng từng đồng xu. Có một sự mê tín cổ xưa bắt nguồn từ những tín ngưỡng rất cổ. Đó là nhìn thấy một đồng xu hãy nhặt nó lên và cả ngày bạn sẽ gặp may mắn. Hành động này còn là để nhắc nhở chúng ta rằng từng đồng xu một cũng đáng quý. Vì thế, đừng để lãng phí bất cứ đồng tiền lẻ nào. Hãy kiểm tra xem bạn có vứt tiền lẻ lung tung trong nhà hoặc để quên trong túi áo nào không. Bạn có thể gom chúng lại để làm từ thiện hoặc tiện cho việc thối tiền khi mua hàng. Nhớ rằng, từng đồng tiền nhỏ cũng mang ý nghĩa đặc biệt của nó, vì một khoản tiền lớn cũng bắt đầu từ những khoản tiền nhỏ. Vì thế trong việc mua sắm, chi tiêu bạn cũng nên tránh việc lãng phí. Hành động đó sẽ thu hút tài lộc về với túi của bạn về lâu dài, chứ không chỉ mang tính chất thời điểm. 6 là dọn sạch cửa chính. Theo phong thủy, một trong những việc quản lý dòng năng lượng quan trọng nhất đó là đảm bảo khu vực cửa trước nhà và sân của bạn sạch sẽ để thúc đẩy vận may. Giữ cho khu vực cửa trước nhà sạch sẽ có nghĩa là cho thấy bạn luôn luôn sẵn sàng chào đón thế giới này với trạng thái cởi mở. Tốt nhất hãy đảm bảo giữ lối vào phía trước cửa nhà bạn sạch sẽ, không nên để chất rác thải hay bất cứ đồ vật nào gây ngăn cản dòng năng lượng đi vào nhà. Lưu ý là thường xuyên quét dọn rác trước cửa, vì như thế được xem là dọn sạch nguồn năng lượng cũ không mong muốn, để nhường chỗ cho năng lượng mới may mắn hơn ghé thăm. Nhớ rằng việc giữ lối vào phía trước ngăn nắp sẽ mang lại năng lượng tốt cho bạn. Bạn cũng có thể làm điều tương tự đối với cửa sau của ngôi nhà. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.